Theo thông tấn xã Việt Nam, chính phủ Anh đã bật đèn xanh cho việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga, tờ Guardian đưa tin ngày 11 tháng 9. Ngày 11 tháng 9, tờ Guardian dẫn các nguồn tin chính phủ ẩn danh cho biết, London đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, London không có kế hoạch công bố động thái này trước công chúng, các nguồn tin này khẳng định. Theo đài RT, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Puskov cho rằng cả Washington và London có thể đã quyết định để Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu bên trong nước Nga. Rõ ràng là quyết định tấn công lãnh thổ Nga đang được chuẩn bị, nghị sĩ Puskov viết trên kênh Telegram của mình vào cùng ngày 11 tháng 9. Có quá nhiều cuộc trò chuyện và gợi ý về điều đó, ngay cả khi nó vẫn chưa được thực hiện, có vẻ như chỉ trong vài ngày nữa. Việc rò rỉ thông tin qua tờ Guardian không phải là ngẫu nhiên, dư luận đang được dẫn dắt. Các hạn chế về việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp ban đầu được đưa ra để cho phép Mỹ và các đồng minh tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga, trong khi vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine với trị giá lên tới 200 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Kiev đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế này kể từ tháng 5. Theo tờ Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm Kiev ngày 11 tháng 9 đã đưa ra gợi ý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa chống lại Nga. Quyết định này được hiểu là đã được đưa ra một cách riêng tư, tờ báo của Anh tuyên bố. Trước đó, ông Blinken đã báo hiệu về sự thay đổi tiềm tàng như vậy từ Washington vào 10 tháng 9, khi đưa ra cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa cho Moscow. Trang tin Axios ngày 10 tháng 9 cũng dẫn lời một nghị sĩ tên tuổi của Mỹ nói rằng Washington có ý định dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, và Ngoại trưởng Blinken sẽ thông báo về điều này khi đến thăm Kiev ngày 11 tháng 9. Chúng tôi sẽ xem xét và lắng nghe yêu cầu của Ukraine, ông Blinken cho biết tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Lamy ở London. Ông nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thảo luận về vấn đề tên lửa vào ngày 13 tháng 9 tại Washington. Ông Blinken cáo buộc rằng Iran đã chuyển giao một số lượng không xác định tên lửa Phát 360 cho Nga, bất chấp nhiều tháng cảnh báo của phương Tây, và rằng Moscow sẽ sử dụng chúng để chống lại Ukraine trong vòng vài tuần. Theo tờ Guardian, Ngoại trưởng Anh David Lammy, người đã đi cùng ông Blinken đến Kiev, cho biết việc Iran chuyển giao tên lửa là sự leo thang đáng kể và nguy hiểm, đã ảnh hưởng đến quan điểm về vũ khí tầm xa ở London và Washington. Người leo thang ở đây là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin đã leo thang với việc chuyển giao tên lửa từ Iran. Chúng ta thấy một trục mới của Nga, Iran và Triều Tiên, tờ Guardian trích lời Ngoại trưởng Lammy nói. Trong khi đó, Iran đã phủ nhận việc chuyển bất kỳ tên lửa nào cho Nga, gọi những cáo buộc này là chiến tranh tâm lý, và đặc biệt là những cáo buộc đến từ các quốc gia tham gia sâu vào việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo đài RT, một bức thư ngỏ từ 27 nghị sĩ và thượng nghị sĩ Mỹ gửi cho Tổng thống Biden vào ngày 11 tháng 9 không hề đề cập đến tên lửa của Iran. Thay vào đó, bài báo tuyên bố rằng cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã thay đổi bản chất của cuộc chiến và lập luận rằng Ukraine không bị đe dọa, và để bảo vệ tự do, chúng ta cũng không nên như vậy. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói với các phóng viên rằng Mỹ tiếp tục thử thách giới hạn chịu đựng của chúng tôi trong các bước đi thù địch và đang mở đường cho thế chiến thứ ba. Dẫu vậy, theo ông Antonov, các mục tiêu và mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt phải được hoàn thành đầy đủ. Tổng thống Nga Putin trước đây đã cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được những gì họ đang đùa giỡn khi thảo luận về các kế hoạch cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội Nga đang thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi việc sử dụng tên lửa Storm Shadow bên trong lãnh thổ Nga là đùa với lửa.